xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. Biểu tượng thời trang K-pop 2019, Lisa xuất sắc dẫn đầu bình chọn. Không chỉ được chú ý bởi tài năng, nhan sắc và gu thời trang của các ngôi sao K-pop, cũng thường được công chúng đem ra đánh giá, luôn xuất hiện với phong cách cuốn hút, xinh đẹp, độc đáo và tạo được nhiều sự ảnh hưởng, đã giúp cho bốn nữ K-pop dưới đây xuất sắc được giải bình chọn là biểu tượng thời trang K-pop 2019. Lisa Blackpink. Trong bốn mỹ nhân nhạc Blackpink, Lisa là người cân được nhiều loại thời trang, từ sang trọng, lịch lãm đến cá tính bụi bặm. Từ một người ít được để ý nhất trong ngày đầu, Lisa hiện nay đã nhanh chóng trở thành cái tên có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong nước đến quốc tế. Trong năm nay, nữ ca sĩ đã được săn đón nhiều nhất ở mọi sự kiện thời trang lớn mà mình tham dự trong khuôn khổ Paris Fashion. Mới đây, Lisa luôn được ưu ái ngồi ghế hàng đầu trong các show diễn với tư cách là nàng thơ của Jennie. Nữ ca sĩ gây được tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đối với các nhãn hàng, khi mọi trang phục cô diện đều nhanh chóng trong tình trạng cháy hàng. Phong cách đời thường của Lisa rất đa dạng. Nữ ca sĩ thường lựa chọn những team thoải mái, đơn giản nhưng không kém phần cá tính và độc đáo. Mỗi lần xuất hiện tại sân bay, Lisa luôn trở thành đề tài thu hút khán giả với các bộ trang phục được biến tấu ấn tượng của mình.